Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Bên cạnh công nghệ làm lạnh tiên tiến, thiết kế phong cách, điều hòa sáp còn sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, ví dụ như mức giá đa dạng, tính năng hiện đại, hữu ích. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với điều hòa một chiều sáp AHXP10WMW9000BTU với công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tối ưu. Điều hòa sáp một chiều inverter AHXP10WMW có hai mức công suất, đó là 9000BTU và 12000BTU. Đây cũng là mức công suất phổ biến giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình và gia đình. Chiếc điều hòa sáp ngay bên cạnh Hồng Anh có thiết kế đường nét sắc sảo, góc cạnh mạnh mẽ, kết hợp với màu trắng truyền thống sang trọng hiện đại đã tôn nên vẻ đẹp của mọi không gian lắp đặt sản phẩm. Công suất 9000BTU phù hợp với những căn phòng có diện tích từ 15 đến 20m². Điểm nổi bật nhất của điều hòa này là được sát trang bị công nghệ Zetec Inverter giúp điều hòa có thể kiểm soát chính xác điện năng tiêu thụ, giảm công suất, hoạt động tiết kiệm đến 65% điện năng khi phòng đã đạt được nhiệt độ cài đặt. Chế độ Eco có thể điều chỉnh hai mức công suất tiết kiệm điện phù hợp với số lượng người dùng trong phòng. Chế độ làm lạnh nhanh Power Full Z sẽ kích hoạt điều hòa sáp AHXP10WMW hoạt động hết công suất để hạ nhiệt độ phòng xuống 5 độ C chỉ với trong vòng 5 phút. Luồng gió lạnh mạnh hơn 40% thổi trực tiếp, mang lại không gian mát lạnh nhanh chóng cho người dùng. Điều hòa sáp AHXP10WMW có tích hợp thêm một bộ tạo ion để giải phóng các plasma cluster ion có tính năng tương tự như ion âm và ion dương trong tự nhiên. Chúng tấn công các bụi bẩn và vi khuẩn lơ lửng trong không khí, tạo thành các phân tử nước, từ đó đem lại bầu không khí trong lành, sạch khuẩn cho người dùng. Không chỉ có vậy, chiếc điều hòa này còn được trang bị chế độ baby sleep cho hơi lạnh nhẹ nhàng, hoạt động yên tĩnh, rất thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Sản phẩm cũng được dán nhãn năng lượng tiết kiệm điện 5 sao và hiệu suất năng lượng 4,65. Tại siêu thị điện máy MediaMart, chiếc điều hòa inverter sáp AHXP10WMW 9000BTU được bán với mức giá là 8.490.000 đồng. Bạn được bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, bạn còn nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn như tặng 100% vật tư ống đồng tiêu chuẩn 3m trị giá 390.000 đồng, tặng công lắp đặt trị giá 250.000 đồng, phiếu bảo dưỡng miễn phí, tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, cơ hội trúng 50 máy hút ẩm, máy lọc không khí trị giá đến 5.490.000 đồng. Chương trình áp dụng khi mua hàng từ nay đến hết 30/4/2019 tại tất cả các siêu thị thuộc hệ thống điện máy MediaMart trên toàn quốc. Ngoài ra, khi khách hàng mua các loại sản phẩm điều hòa khác tại MediaMart sẽ được bao trọn mọi loại phí như vật tư ống đồng, phí lắp đặt, phí bảo dưỡng, thêm vào đó là chế độ 1-1 trong vòng 1 năm, trả góp không lãi suất, tặng voucher trị giá 1 triệu đồng. Hãy tham khảo sản phẩm và đặt mua ngay. Những thông tin mà Hồng Anh vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Và nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc hay cần thông tin về sản phẩm, xin mời quý vị chúng ta truy cập website mediamart.vn, thegioidienmay.com hoặc gọi tới số hotline 1900 6788 để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.